cách để ủ chuối chín nhanh, đôi khi bạn sẽ cần một trái chuối chín để làm nguyên liệu cho một món ăn nào đó, hoặc đơn giản chỉ là vì bạn thèm vị ngọt và béo của chuối chín. Dù lý do có là gì đi nữa thì vẫn có rất nhiều cách đơn giản và nhanh chóng giúp bạn ủ chuối chín nhanh. Phương pháp sử dụng túi giấy chính là phương pháp tốt nhất để ủ chuối để ăn. Còn dùng lò vi sóng là phương pháp ủ chín chuối dùng để nấu ăn tốt nhất. Dưới đây là cách ủ chuối chín nhanh bằng cả hai phương pháp này. Ủ chuối trong túi giấy. 1. Chuẩn bị túi giấy nâu, chuối cần ủ chín và một quả táo hoặc cà chua. Cho chuối vào túi giấy cùng với loại hoa quả khác sẽ giúp tăng lượng khí ethylene. Khí ethylene là chất mà các loại hoa quả chín tiết ra. Về cơ bản, khí này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chín, đem đến cho bạn những quả chuối mềm và béo ngậy. 2. Cho chuối vào túi. 3. Cho cà chua hoặc táo vào cùng chuối. Phải đảm bảo rằng cà chua không quá chín, nếu không chúng sẽ vỡ hoặc dập trong chuối giấy. Nếu không có táo hoặc cà chua, bạn có thể dùng lê để thay thế. 4. Khép chặt miệng túi, cuộn hoặc gấp mép túi lại để khí ethylene do hoa quả tiết ra không bị thoát ra ngoài. 5. Đặt túi hoa quả ở nơi ấm áp, nhiệt độ cao hơn sẽ giúp cho hoa quả tiết ra nhiều khí ethylene hơn, nhờ đó quá trình chín sẽ diễn ra nhanh hơn. 6. Để chuối chín qua đêm. Để chuối và các hoa quả trong túi giấy qua đêm. Sáng hôm sau, hãy kiểm tra xem chuối đã đạt tới độ chín mà bạn mong muốn chưa. Nếu chưa, bạn hãy cuộn túi lại và tiếp tục kiểm tra mỗi 12 tiếng cho đến khi thấy chuối chín. Chuối xanh được ủ chín bằng túi giấy phải có vỏ chuyển màu vàng hoặc vỏ vàng có đốm nâu trong vòng 24 tiếng. Ủ trong lò nướng. 1. Làm nóng lò ở 150 độ C. Nếu lò nướng có đèn, bạn hãy bật đèn lên để dõi theo quá trình ủ chuối. 2. Đặt chuối lên khay nướng. Bạn chỉ nên xếp từ 3 đến 4 quả chuối lên khay, không nên xếp quá nhiều. Lưu ý rằng phương pháp này không làm chín chuối vỏ xanh mà chỉ áp dụng để ủ chuối gần chín, vỏ vàng. 3. Nướng chuối ở trong lò. Thời gian nướng ở trong lò phụ thuộc vào mục đích sử dụng chuối. 4. Nếu muốn dùng chuối để chế biến món ăn, bạn hãy quay khoảng 1 tiếng. Sau 1 tiếng, vỏ chuối sẽ chuyển màu đen hoàn toàn và chuối sẽ chín hoàn toàn để làm sinh tố hoặc các món nướng như bánh mì chuối. 5. Nếu như muốn dùng chuối để ăn ngay, bạn hãy nướng trong lò khoảng 20 phút. Chuối ủ trong lò lâu, đến khi vỏ có màu vàng đậm hoặc vàng hơn, không có đốm đen là vừa đủ để ăn ngay. Quá trình này thường mất 20 phút, nhưng bạn hãy theo dõi thật kỹ để lấy chuối ra đúng lúc. Sau khi lấy chuối ra khỏi lò, hãy cho chuối vào tủ lạnh để nguội và ngăn chuối bị chín tiếp. Chuối nguội hoàn toàn có thể là ăn được. Lời khuyên, chuối còn nguyên nải sẽ chín nhanh hơn. Nếu bạn không muốn ủ chuối chín ngay, hãy dùng móc treo nải chuối lên để tạo cảm giác giống như chuối treo trên cây. Như vậy, chuối sẽ chín chậm hơn từ 2 đến 3 ngày. Cho chuối vào tủ lạnh để ngăn chuối bị chín tiếp. Cảnh báo, nếu muốn chuối tiếp tục chín, bạn không nên cho chuối xanh vào tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ gây gián đoạn quá trình làm chín và sau khi lấy chuối ra khỏi tủ lạnh, chuối sẽ không thể chín được nữa. Mặc dù nhiều người thích ăn chuối xanh hoặc đầu ngọn quả chuối còn xanh, nhưng chuối chưa chín thường gây cảm giác khó tiêu vì hàm lượng tinh bột khá cao. Những thứ bạn cần, chuối xanh chưa chín, túi giấy, cà chua chín, táo chín, khay nướng.